Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một chiếc máy lọc không khí đến từ thương hiệu Blue Air, chiếc 3210. Cá nhân mình thấy rằng đây là một chiếc máy lọc không khí rất là hiện đại, thông minh và ngoài ra là nó vô cùng bắt mắt. Có thể là các bạn đã nhìn thấy sản phẩm này ở đâu đó trên các mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Bởi vì mình nhớ không nhầm là vào khoảng từ tháng 10 trở lại đây ấy, thì Blue Air họ đã chạy trên rất nhiều các mạng truyền thông, phải kể tới như là Facebook này, Instagram, YouTube hay thậm chí là cả trên TikTok nữa. Và hôm nay thì mình đã có được sản phẩm này ở đây rồi để cùng chia sẻ với các bạn về những ưu điểm, nhược điểm và lý do tại sao các bạn nên mua sản phẩm này nhá. Không để các bạn chờ lâu nữa, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nói về ngoại hình nhá. Cái ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn về sản phẩm này thì nó mang một cái thiết kế vô cùng hiện đại, trẻ trung và đặc biệt đó chính là rất là sạch sẽ. Và để làm được điều này thì Blue Air họ đã trang bị cho sản phẩm này với hai tông màu chính, đó chính là màu trắng này và lớp vải đi kèm mặc định sẽ là màu ghi. Và cái hay của lớp vải này mình sẽ nói luôn ở đây. Cái lớp vải này họ sẽ trang bị thêm một cái phần miếng gọi là cái miếng dán này để hỗ trợ cho cái việc là giấu dây. Mặc dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mà gần như đã xử lý được cái vấn đề về thẩm mỹ mà từ trước đến giờ chúng ta thường hay gặp phải ở các cái máy lọc không khí khác. Nghĩa là dây dợ nó cứ lằng nhằng thì chúng ta sẽ không thể nào giấu được, đúng không? Thì hiện tại là thiết bị này đã được trang bị một cái vùng để chúng ta có thể làm được điều đó. Chắc hẳn các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi rằng là với một chiếc máy lọc không khí thì cái việc thiết kế và thẩm mỹ thì có quan trọng gì, đúng không? Bởi vì cái nhiệm vụ chính của máy lọc này đó chính là lọc và hút làm thế nào cho sạch nhất có thể. Nhưng cá nhân mình thấy rằng ấy thì ở một chiếc máy lọc không khí thì cái việc mà cái phần thiết kế này cũng như là cái phần bề ngoài của nó ấy, cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì đây sẽ là một trong những yếu tố mà khi mình quyết định mua một sản phẩm này, bởi vì sản phẩm này sẽ đóng một vai trò như là một sản phẩm dùng để trang trí không gian của bạn nữa. Chứ nếu mà nó không hoàn toàn phù hợp với cả những cái nội thất ở trong không gian của bạn thì nó trông thật sự rất là lạc loài và chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, đúng không? Chính vì vậy là ở một cái thiết kế của một sản phẩm đến từ máy lọc không khí thì nó sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Như bạn thấy rằng là với thiết kế hình trụ của sản phẩm này thì nó sẽ mang lại cho chúng ta được cái khả năng hoạt động 360 độ. Nghĩa là bạn có để ở một cái góc nào trong không gian căn phòng của bạn ấy thì nó vẫn sẽ hoạt động như nhau. Nhưng mình khuyến cáo là chúng ta sẽ không nên đặt cạnh các cái cạnh bàn nhé. Ví dụ như cạnh bàn này hoặc là quá sát tường. Thì như vậy thì sản phẩm này sẽ không thể nào hoạt động được tối ưu cái hiệu năng của em nó. Cùng nói về các lớp lọc nhé, thì chúng ta sẽ có tổng cộng 3 lớp lọc. Như bạn thấy ở bên ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp lọc mặc định bằng màu ghi này. Và ngoài ra thì các bạn có thể dễ dàng vệ sinh cái lớp lọc này bằng cách là các bạn tháo ra và cho máy giặt thôi. Hơn thế nữa là nếu các bạn không thích cái màu ghi này thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau về các màu sắc này thì mình sẽ để ở đây. Và các bạn có thể chọn theo cái màu sắc để phù hợp với sở thích của mình nhá. Thì cái này là mua thêm thôi, chứ còn mặc định chắc chắn là màu ghi này rồi. Phía bên trong thì chúng ta sẽ có hai lớp lọc nữa, đó chính là lớp lọc bằng sợi carbon và một lớp lọc bằng sợi hạt. Sẽ có nhiệm vụ đó chính là giúp chúng ta có thể khử được mùi, ví dụ như là mùi từ khi mà chúng ta nấu ăn này, từ đồ ăn này, hay là mùi từ khi mà khói thuốc này, cũng như là từ thú cưng của bạn nữa. Và với cái lớp lọc phía bên trong này thì theo như Blue Air công bố ấy, thì chúng ta có thể sử dụng rơi vào khoảng từ 6 cho đến 9 tháng thì chúng ta mới phải thay lại mà thôi. Về cơ chế hoạt động nhé, thì ở trên sản phẩm này thì chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái đèn LED để đánh giá được về cái chất lượng không khí ở thời điểm hiện tại của không gian của bạn. Chúng ta sẽ có 3 cái màu sắc khác nhau. Màu đỏ nghĩa là chất lượng không khí đang ở mức kém, màu vàng nghĩa là ở mức trung bình, còn màu xanh nghĩa là ở mức tốt. Và ngoài ra ở phía trên này chúng ta có một nút điều khiển như mình đã nói rồi. Nó cực kỳ thân thiện với người dùng bởi vì nó chỉ có một nút mà thôi. Và với nút này thì chúng ta sẽ có thể tinh chỉnh được tổng cộng là 4 chế độ. Chúng ta sẽ có chế độ Auto, đó chính là khi mà 3 đèn LED đều sáng lên này. Và nó sẽ chạy cái quạt của bạn ở cái mức là thấp này, trung bình hoặc là cao, sẽ dựa theo cái đèn cảm biến này nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn vào cái chế độ gọi là quạt chạy thấp nhất. Ở cái phần mức này ấy, thì gần như là quạt nó vẫn chạy, như các bạn thấy mình sờ đây sẽ có cảm giác là nó đang hút và thổi ra cái luồng không khí mới. Nhưng mà gần như nó sẽ không mang lại cho chúng ta một tiếng ồn nào cả. Như vậy rất là phù hợp khi mà chúng ta đi ngủ, đúng không? Và ngoài ra khi chọn chế độ này ấy, thì cái phần đèn LED ở phía trước cảm biến của chúng ta nó cũng sẽ tắt đi này, để hỗ trợ trong cái việc là chúng ta sẽ ngủ ngon hơn mà không bị làm phiền. Thứ hai đó là chế độ quạt ở mức trung bình. Ở mức này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta lọc và tốc độ quạt sẽ chạy nhanh hơn một chút. Ở cái mức này thì gần như tiếng ồn gần như không có luôn ý, cực kỳ là yên tĩnh luôn. Và cuối cùng khi các bạn bật chế độ Turbo đó, như bạn đã nghe thấy, đây chính là âm thanh mà khi mà chúng ta bật cái chế độ cao nhất nhé các bạn nhé. Để mình nói sâu hơn một chút nhé, ở trên các sản phẩm Blue Air nói chung và sản phẩm 3210 nói riêng thì chúng ta đều sử dụng một màng lọc có tên là HEPA Silent. Với màng lọc này thì đây là một cái công nghệ độc quyền đến thương hiệu Blue Air.
Với công nghệ này thì chúng ta sẽ không phải sử dụng là cái màng lọc HEPA thường đâu, mà chúng ta sẽ sử dụng cái công nghệ HEPA Silent này thì nó sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là cái thiết kế của sản phẩm nó sẽ nhỏ hơn, và ngoài ra nó sẽ không mang lại quá nhiều tiếng ồn trong quá trình sử dụng và vẫn mang lại một hiệu năng sử dụng cực kỳ tốt. Và đây chính là một điểm mạnh để Blue Air có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Nói về ưu điểm của sản phẩm này nhiều rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về nhược điểm nhé. Về nhược điểm của sản phẩm này, như mình thấy trong khoảng 2 tháng trở lại đây mà mình sử dụng sản phẩm này ấy, thì có một cái nhược điểm, đó chính là ở trên cái sản phẩm này khi mà chúng ta muốn sử dụng ở trong cái chế độ là buổi đêm khi mà chúng ta đi ngủ ấy, thì các bạn muốn để cái quạt nó ở chế độ tĩnh lặng nhất đúng không? Và ngoài ra đó chính là cái phần đèn led này sẽ tắt đi ấy, thì chúng ta sẽ phải chỉnh cơ bằng tay. Đó, các bạn sẽ phải chỉnh về chế độ quạt thấp nhất thì như vậy ở phía đèn led ở phía trước nó mới tắt đi này. Cái thứ hai là cái quạt này nó sẽ chạy ở cái gọi là tốc độ chậm nhất và nó sẽ không gây ra tiếng ồn. Mình nghĩ rằng là nếu mà ở trên sản phẩm của Blue Air được trang bị thêm một cái cảm biến sáng ấy thì khi mà chúng ta tắt hết đèn đi thì thiết bị sẽ tự động chuyển về cái chế độ chạy quạt thấp nhất này, cũng như là đèn led cũng sẽ tự động tắt đi ấy. Thì như vậy thì nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều. Chắc hẳn là các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi rằng là có nên mua sản phẩm này hay không, đúng không? Thì câu hỏi của mình sẽ là có, và mình sẽ chứng minh ngay bây giờ cho các bạn xem. Như các bạn đã thấy ở hiện tại trên bàn của chúng ta đang có, đó chính là lớp lọc phía bên trong của sản phẩm. Đây là sau 2 tháng sử dụng nhá. Thì các bạn thấy rằng là nó rất là đen, đen kịt luôn ấy. Có nghĩa là máy lọc này đã hoạt động rất là tốt và nó có thể lọc cho chúng ta rất nhiều những cái mảng bụi ở xung quanh căn phòng của mình. Có thể thấy rằng là nếu mà mình hít những cái mảng bụi này vào trong người ấy, thì chắc chắn là mình sẽ gặp phải những cái vấn đề về đường hô hấp, về bệnh lý đúng không? Hoặc là nếu mà trầm trọng hơn thì nó có thể dẫn đến cả viêm phổi nữa. Thì cái việc mà chúng ta trang bị thêm một máy lọc không khí thì nó sẽ là một vấn đề cần thiết để giúp chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe chúng ta tốt hơn. Cái thứ hai ấy, là với màng lọc về sợi carbon cũng như là cái sợi hạt này, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều hơn trong việc đó chính là có thể khử mùi. Thường thì mình hay mang đồ ăn trưa đi để ăn trưa tại văn phòng của mình đúng không? Và nó sẽ để lại cái mùi thức ăn rất là khó để bay đi được. Nó sẽ mất phải khoảng vài giờ thì mới có thể bay hết được cái mùi thức ăn trong căn phòng của mình. Mà khi mình sở hữu sản phẩm này ấy, thì mình chỉ mất khoảng 30 phút cho đến 40 phút là cái căn phòng của mình đã cực kỳ fresh rồi, như là rất là tươi mới, gần như là không có một cái mùi đồ ăn nào gây ra cảm giác khó chịu nữa. Và với kích thước của sản phẩm này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ rất cực kỳ phù hợp đối với những căn phòng nhỏ, ví dụ như là văn phòng làm việc này, phòng ngủ này, hay là phòng khách nhỏ này, phòng làm việc của bạn này. Đó, thì đây là một sản phẩm rất phù hợp. Còn nếu mà các bạn đang tìm kiếm một cái sản phẩm để hỗ trợ cho căn phòng của bạn lớn hơn ấy, thì hãy tham khảo các sản phẩm khác đến thương hiệu Blue Air ở trong list mình để đây nhá. Và vừa rồi là một vài thông tin về chiếc máy lọc không khí Blue Air 3210. Mình thấy rằng đây là một chiếc máy lọc không khí rất là cần thiết đối với những ai đang muốn sử dụng trong căn phòng nhỏ, không gian rơi vào khoảng từ 17m² trở về. Và tất nhiên thì sản phẩm này đều đang có sẵn tại các showroom Hoàn Tiến rồi. Nếu bạn có hỏi gì, hãy comment phía bên dưới nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo được về cái list về các thương hiệu, các sản phẩm của Blue Air, mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.